quý vị đến Canada dưới dạng du học sinh, du lịch hay định cư, quý vị đều được yêu cầu phải làm sinh trắc học, bao gồm lấy dấu vân tay, fingerprint và chụp hình, photo theo yêu cầu của chính phủ Canada. Quy trình lấy dấu vân tay và chụp hình sẽ mất ít phút, nhưng lại là một quy trình quan trọng và không thể thiếu trong quá trình xin visa. Việc quy định làm sinh trắc học này sẽ giúp chính phủ Canada xác nhận được nhân thân của người nước ngoài đến với quốc gia này, nhằm tránh trường hợp giả mạo hồ sơ và phòng ngừa tội phạm nhập cảnh hợp pháp. Lấy sinh trắc học và thẩm định nhân thân sẽ giúp cơ quan di trú và nhân viên di trú đảm bảo khi quý vị làm thủ tục nhập cảnh tại Canada, quý vị chính là đương đơn được cấp visa. Nếu quý vị đến nộp visa du lịch hoặc visa du học tại trung tâm visa, quý vị sẽ được yêu cầu làm sinh trắc học vào thời điểm nộp hồ sơ visa tại trung tâm tiếp nhận xin thị thực. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực, Visa Application Center, là cơ quan tư nhân được ủy quyền bởi chính phủ Canada. Từ năm 2000, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Canada đã thực hiện việc lấy sinh trắc học và tiếp nhận hồ sơ xin visa, trả kết quả visa các đương đơn muốn vào Canada. Mỗi năm, hàng chục ngàn hồ sơ visa trên toàn thế giới đã được nộp thông qua Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực để đến Canada. Tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực, đơn xin visa của quý vị sẽ được kiểm tra và tiếp nhận, đóng gói, chuyển về lãnh sự quán Canada tại các nước. Sau đó, quý vị sẽ đóng phí visa, phí sinh trắc học, lấy dấu vân tay và chụp hình tại đây. Quý vị nộp hồ sơ online trên mạng thì quý vị vẫn cần phải làm sinh trắc học. Tuy nhiên, quý vị phải đợi cho đến khi được nhận thư yêu cầu làm sinh trắc học từ lãnh sự Canada, gửi vào tài khoản nộp đơn visa của quý vị, rồi mới đến trung tâm tiếp nhận thị thực để làm sinh trắc học. Nếu quý vị nộp hồ sơ bằng đường bưu điện, thì lãnh sự Canada sẽ chuyển yêu cầu làm sinh trắc học bằng đường bưu điện đến địa chỉ mà quý vị cung cấp trong đơn xin visa. Nếu quý vị nộp hồ sơ du lịch, du học hay làm việc tại Canada, quý vị chỉ cần làm sinh trắc học mỗi 10 năm một lần mà thôi. Khi đến lấy dấu vân tay, quý vị sẽ cần đến những nơi sau đây. Tại Canada, đến các trung tâm được ủy quyền. Tại Mỹ, sẽ là trung tâm hỗ trợ hồ sơ thị thực. Và tại Việt Nam, sẽ là trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Canada ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. In thư yêu cầu làm sinh trắc học ra giấy và mang passport khi đến lấy dấu vân tay. Đối với hồ sơ xin định cư tại Canada, quý vị sẽ nộp hồ sơ qua thư hoặc qua online. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực các nước sẽ không tiếp nhận đơn xin thị thực trong trường hợp định cư. Quý vị chỉ đến đấy để lấy dấu vân tay mà thôi. Nếu quý vị dự kiến sẽ nộp chung đơn visa với người thân, người này dưới 14 tuổi hoặc trên 79 tuổi, thì những người này đều phải lấy dấu vân tay và chụp hình theo yêu cầu. Quy trình làm sinh trắc học như sau. Lấy dấu vân tay. Đầu tiên là sẽ cần đưa bàn tay của quý vị để viên chức thấy tay sạch, trống và đảm bảo dấu vân tay phải thấy rõ để đảm bảo chất lượng hình ảnh. Sau đó, đặt 4 ngón tay của bàn tay phải lên máy scan. Lặp lại giống quy trình với bàn tay trái. Sau cùng, đặt 2 ngón cái của cả hai bàn tay lên máy cùng một lúc để scan. Chụp hình. Quý vị phải nhìn thẳng và trực diện vào camera. Nếu quý vị có đeo kính thì phải gỡ kính ra. Khi chụp hình thì tóc phải được hất ra sau để chụp được rõ mặt. Quý vị không được nhăn mặt hay cười lúc chụp hình. Toàn bộ hình vân tay, hình chân dung của quý vị sẽ được chuyển lên hệ thống thông tin di trú Canada. Và quý vị yên tâm là thông tin cá nhân này được lưu trữ an toàn và bảo an nghiêm ngặt ở hệ thống thông tin của chính phủ. Chính phủ Canada được phép sử dụng thông tin này khi cần kiểm tra nhân thân của quý vị. Khi đến Canada, quý vị vẫn có thể được yêu cầu lấy dấu vân tay và chụp hình một lần nữa tại sân bay để xác nhận lại nhân thân. Viên chức hải quan tại sân bay sẽ so sánh hình của quý vị trên passport
và hình chụp sinh trắc học xuất hiện trên máy tính của viên chức này. Sinh trắc học là một cách tuyệt vời để đảm bảo quý vị không bị giả mạo nhân thân với bất cứ người nào khác. Sinh trắc học được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới đối với việc xin visa vào Canada nhằm đảm bảo an ninh cho quốc gia xinh đẹp này. Du học Hoàng Kim Phát là đại diện chính thức của nhiều trường Canada tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ sinh viên Việt Nam từ cố vấn, ghi danh nhập học cho đến hồ sơ visa và nhà ở cho sinh viên muốn theo học tại Canada. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ hồ sơ du lịch, thăm thân nhân và công tác cho người Việt đến Canada. Chúng tôi rất mong được giúp quý vị trong hồ sơ thị thực của quý vị. Tôi hy vọng video này là hữu ích và nhất là cho những quý vị lần đầu tiên nộp thị thực Canada. Cảm ơn quý vị đã đón xem và chúc cho hồ sơ thị thực của quý vị sẽ thành công. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.